cũng có cái chùa. Ông mày thấy lái xe vô tưởng đi kiếm rồi, lái xe vô cái anh em chạy vô coi thấy anh đang khấn. Quý vị khán giả cũng đặt khá nhiều câu hỏi lúc nãy bao giờ ở trên, đó là mọi người hỏi về những cảnh quay trong bộ phim này, thì Viễn thấy rằng là cảnh quay nào thì tốn kém về mặt chi phí nhất, hoặc là tốn kém về mặt nhân sự nhất, nhân sự và cả chi phí luôn. Cảnh quay mà khiến lo lắng nhất là cái chắc cảnh quay là về trời mưa, tại vì nó ở ban đêm rồi, tại vì nó ở xa thì nhóm cũng không có chuẩn bị được là không phải quay trong thành phố, không thể nào mà chuẩn bị chu đáo được, có nghĩa là tới nơi rồi nhiều khi là tùy cơ ứng biến, rồi mưa cũng cần phải trên cái diện rộng và ban đêm thì nó cái nguồn nước là hên ở đó, là bữa đó hên là có cái nhà đó có cái giếng luôn thì nó sẽ đỡ. Cái nước đó, cái nước gì á? Tại sao là nước cái sông không mà nó ngứa mà về bệnh luôn, không biết nước gì. Và cảnh quay đó thì là kỳ công nhất, chuẩn bị kỹ nhất, Dạ. Vậy thì cảnh quay nào mà mình gọi là tốn kém về về chi phí nhất, về nhân sự nhất? Em biết cảnh quay tốn kém nhất rồi, để cho anh về sản xuất ảnh có quản lý về chi phí ba cái quần hả? Không, cái cảnh quay mà nó gọi là có thể gọi nó là cảnh quay tốn kém nhất là cảnh quay mà lúc mà Vinh với Thái đi lên núi kiếm Phương. Nếu mà cho lúc cái hôm mà đi quay á, là nó có một cái shot là cái shot live cam, thì quay cái đoạn mà cái nguyên cái núi á, nguyên cái view của cái núi là gì cho người xem, người ta diễn tả là cái núi là rất là cao và xa, đi lên rất là lâu, mà Thái thì lại nói là đi chút xíu thôi, thì cái shot quay đó nó mất từng khoảng 2 phút thôi. Nhưng mà sau cái shot quay đó thì tụi em phải mất khoảng nửa tiếng tới 45 phút để lục lại cái live cam, nó đi rớt cho nó cạch cây. Nhưng mà cuối cùng là tìm được live cam. Mà cuối cùng là tìm, cũng may mắn là tìm lại được cái live cam. Cũng đánh đổi nhiều lắm. Đánh đổi nhiều thứ lắm. Cái sự việc là lúc đầu á, anh Diễn đã set rồi mà mọi người không nghe. Anh đã nói là cái thời gian setup á là cho 40 phút đi. Ai cũng nói trời mẹ bà lấy cái live cam ra gắn vô máy quay bay ở dèo có gì đâu mà test. Anh mới lần nào đầu anh bay mà cho thời gian đó là thời gian set luôn, đúng thiệt đó, bay một cái là mãi 40 phút sau kiếm lại được cái flycam lấy lại xuồng, là cái thời gian tính luôn cái thời gian mất á là thời gian set up bốn nó tính luôn là cả thời gian đi kiếm flycam nữa là 40 phút. Trong quá trình đó ở bên đó cũng có cái chùa, ông mày thấy lái xe vô tưởng đi kiếm rồi, lái xe vô cái anh em đi theo vô, tại vì trên cái đồ điều khiển á là nó có định vị cái flycam nó ở đâu. Nhưng mà anh Long bị ảnh xung phong đi đầu tiên. Anh Phong để tao kiếm cho. Ông lái xe đi thẳng luôn mà anh Diễn còn cầm cái đồ điều khiển đây nè. Trời ơi, đi lấy mà dạng như lấy theo cảm nhận cả cảm tính hay gì á. Không cầm đây sao biết máy bay nằm đâu. Anh em chạy vô coi thấy anh đang khấn. Chỉ có cái chùa á, mình vô mình gắn mình xin là mình tìm được. Cũng hơn là xin được. Hơn không ứng bà lên cho. Đó là câu chuyện về cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái bộ phim này cũng không mấy đơn giản, để có được gần hơn 1 tiếng đồng hồ cho quý vị xem trên YouTube.